Nếu bạn đang sống tại miền Nam nóng nực Việt Nam, những ngày nghỉ cuối tuần hoặc cuối năm có thể di chuyển tới các thành phố du lịch mát mẻ trong nước. Trong số đó, một địa điểm rất thú vị và vô cùng mát mẻ với phong cảnh hữu tình, đó là Đà Lạt. Đây là thành phố cao nguyên với rất nhiều cảnh sắc. Bạn có thể tham quan thành phố với những con dốc ngoằn nghèo hay du ngoạn vòng quanh Hồ Xuân Hương. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham quan các khu du lịch như thác nước Đa Ta La hay khu du lịch thung lũng tình yêu. Hoặc bạn có thể đi ra vùng ven tham quan các đồi thông ngút ngàn với hàng ngàn cây thông lớn nhỏ. Nếu đi vào dịp cuối năm, ngoài tham quan các điểm du lịch, bạn có thể ghé thăm các rừng thông ven đường và có thể nhặt một số quả thông kho mang về nhà nhé. Vậy quả thông có thể làm gì? Bật mí rằng nếu đi cuối năm, các bạn có thể dùng các quả thông khô trang trí nhà cửa, đặc biệt dịp cuối năm nhé. Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí bằng quả thông khô cho nhà cửa thêm tươi đẹp, đặc biệt dịp cuối năm nhé. Những trái thông có thể làm sạch bằng nước và ngâm chút nước diệt khuẩn. Sau đó bạn sẽ phơi khô và chuẩn bị các dụng cụ trang trí quả thông nhé. Các bạn hãy chuẩn bị cọ, màu vẽ hoặc sơn nước pha loãng và một số màu khác nhau, kim tuyến bột nhé và một số mảnh vải nhỏ. Đầu tiên hãy vẽ lên hoặc nhúng sơn các trái thông khô, sau đó trang trí thêm bằng cách rắc hoặc nhúng quả thông khô vào kim tuyến. Một số có thể trưng bày trong đĩa hoặc là treo lên cây thông hoặc các cánh cửa.